Chắc có lẽ là trước đây Hằng là người mẫu ảnh cho anh Hưng, rồi sau đó anh Hưng có cơ hội làm việc nhiều quá, rồi hai đứa lại có thời gian làm việc với nhau nhiều quá, rồi từ đó phát sinh tình cảm và quen nhau đúng không? Dạ không ạ, dạ không ạ. Em không hề thích trai Bắc, giống như là bị cái nghiệp, không hề thích trai Bắc luôn. Cái duyên chứ mấy cái gì, cái duyên á. Mẹ em thì tướng cũng bự bự bự, gì em cũng vậy luôn. Thế là hồi mà còn đi học á, em hay ghẹo hai người là mập. Cái mẹ em mới nói là rồi mày cứ để coi nè, mai mốt mày lấy vợ nè, vợ mày phải 70 kg, là y rằng 70 kg luôn. Sao mày con gái mẹ chân mày to thế? Rồi sao mà mày sao chân tay sao mặt đẹp mà sao chân tay mày xấu thế? Dạ, xin chào anh Cúc, xin chào chị Hồng Vân. Mời em xin giới thiệu chào mình. Quý khán giả, em là Hưng, năm nay em 30 tuổi, hiện tại thì em đang là chụp hình. Chụp hình mình là mình có studio hay dạ, là mình đúng có có studio. Hiện tại thì em đang chuyên về mảng phóng sự cưới. Rồi, mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Chào quý khán giả xem chương trình ngày hôm nay ạ. Em tên là Phạm Hồ Thanh Hằng. Hiện em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và 30 tuổi, bằng với chồng em luôn ạ. Chắc có lẽ là trước đây Hằng là người mẫu ảnh cho anh Hưng, rồi sau đó anh Hưng có cơ hội làm việc nhiều quá, rồi hai đứa lại có thời gian làm việc với nhau nhiều quá, rồi từ đó phát sinh tình cảm và quen nhau đúng không? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Em nhớ cái năm đó là em cũng hơi buồn tình một chút. Xong rồi anh này ảnh là trong ban tổ chức của một cái chương trình thiện nguyện, thì em được một chị bạn rủ đi cái chương trình đó, thì mình lúc đó mình cũng hơi buồn tình. Xong rồi mình cũng ok, mình cũng thích đi thiện nguyện kết hợp với du lịch á, thì mình đăng ký mình tham gia chương trình đó. Xong rồi trong cái chương trình đó thì mình gặp anh này. Em không hề thích trai Bắc, giống như là bị cái nghiệp, không hề thích trai Bắc luôn. Cái duyên cho với cái nghiệp, cái duyên á. Về xong rồi cũng không có ấn tượng gì với cái anh này á. Anh này á được cái là ảnh về xong rồi ảnh cũng bắt đầu ông từ từ ảnh nói chuyện, xong rồi cũng đi chơi với cái nhóm mà thiện nguyện đó, đi chơi một vài lần. Xong rồi sau đó anh đó ảnh làm chụp hình, ảnh rủ mình đi chụp hình, thấy anh cũng nhiệt tình. Nhưng mà lúc đó là cũng kiểu như cũng đang buồn buồn tình á, mình cũng không nghĩ là mình sẽ tiếp theo là mình sẽ quen một ai đó. Em nhớ là tới khoảng chừng tháng 8 cho tới tháng 2 năm sau, xong rồi ảnh tỏ tình. Lúc đó mình cũng chưa đồng ý, nhưng mà kiểu như trong lòng mình cũng vừa muốn vừa không. Xong rồi đi chơi, nói chuyện dần dần rồi mới bắt đầu là quen nhau. Đổ gục hồi nào không hay đó, đổ gục hồi nào không hay. Đây là anh này đang chơi cái chiêu gọi là mưa dầm thấm lâu. Đó, còn em là bị ghét của nào trời trao của nấy. Là đúng như vậy không ơi? Đúng những gì mà ông bà mình và tạo hóa đã tạo nên. Thực ra thì em ấn tượng với cô này là sau cái chuyến thiện nguyện á, là một cái cô gái khá là cá tính, tính và có một chiều cao nó hơi nổi trội. Hồi đó là cả đoàn vào cái vườn nho ở Ninh Thuận á, thì mọi người đều có thể đứng thẳng, riêng cô này là phải ôm cột đứng. Hơi khom khom á hả? Dạ đúng rồi, khom khom. Kiểu như là tín hiệu vũ trụ gửi vậy đó. Em cảm giác là em thấy thích cô này. Em cảm giác là hình như là gặp cô này là hình như em có thể lấy làm vợ được. Không, ông thích đâu ông ơi, chứ cảm giác gì nữa. Chết rồi, vợ mình đây rồi thì chết rồi. Kiểu vậy á, kiểu vậy á. Dạ. Hồi đó em đầu tiên là em phải kể từ hồi tụi em còn cấp 2, cấp 3 á. Là em rất là không thích mấy đứa con gái mà đùi to. Mà cuối cùng thì em ấn tượng về bạn này là đùi to. Dạ. Là hôn gặp nhau đấy. Dạ đúng rồi. Như vậy là cũng là ghét của nào trời ghét trao của đó. Ghét của nào trời trao của nấy. Dạ. Đó là cả hai bên đều vậy luôn. Rồi bao lâu thì mới chính thức coi như là cưa đổ được cô gái này? Em xác định là chắc chắn là gục ngã rồi. Chẳng có cô nào mà em rủ đi đâu cũng đi hết á. Đi từ Đà Lạt, đi từ Phan Thiết, nói chung là em cứ rủ là đi. Kiểu như là mình em là một cái đứa mà rất là thích đi du lịch. Xong rồi gặp anh này thì cũng là rất thích đi du lịch. Xong rồi ảnh đi ảnh chụp hình cho mình, rồi được cái mà ảnh nhiệt tình nữa. Tại vì lúc đó là ảnh ở quận 9, còn em thì ở Nhà Bè. Anh cứ đi từ quận 9, anh về Nhà Bè, anh đón em đi chơi. Xong rồi lại quay về Nhà Bè, trở về trả về nữa, về nhà. Xong rồi lại quay về quận 9. Thì mình thấy là anh này trời sao mà sao, ý là kiểu là sao mà có động lực dữ vậy? Chỉ có thích mình mới vậy thôi. Dạ. Có nghĩa là lúc đó là quen với anh này là lợi trăm đường đó. Không có thiệt, không có lỗ một miếng nào hết trơn. Đi. Một phát một là đổ luôn đúng không? Nhưng là cái phát này. Đó là lúc nào? Em nhớ là hồi đó là Valentine. Có tặng một món quà. Nhân lúc đó thì em tỏ tình luôn. Gục không? Gục chắc không? 30 giây gục ngay. Ngay và liền. Không, đó. Nhưng mà ngay cái lúc đó là em vẫn 50-50 nha, kiểu như là em vẫn là 50-50, không có trả lời cho anh này là đồng ý hoàn toàn. Thế có nhận quà không? Dạ có. Nhận quà là gục rồi đấy. Rồi bao lâu thì hai đứa mới ra mắt gia đình của hai bên? Tụi em quen nhau được gần 3 năm. Xong rồi mẹ thì thấy
lâu quá, với lại lúc đó là hai đứa 26 tuổi nhỉ. Ông này thì ổng chắc ông chưa muốn cưới, nhưng mà mẹ em thì cứ kêu là thôi hai đứa cưới luôn đi. Thì xong rồi sau đó là mẹ em kêu ông này vô nói chuyện. Ừ. Nó chồng kể khúc đó. Rồi sao? Tới nhà gặp mẹ vợ. Em bị bất ngờ, thì bình thường thì cứ quay lại chơi thôi, gọi là biết mặt nhau thôi, thì bỗng một ngày tự nhiên bác gái gọi vô. Lát ngồi bác nói chuyện nha. Là bác nói là rồi hai đứa tính sao? Thì bác thấy hai đứa quen lâu rồi. Thế lúc đó em cũng chưa xác định là cưới, tại vì còn quá trẻ. Thôi để con về con hỏi ba mẹ con. Dạ chứ chưa dám trả lời. Cái thì về nói với mẹ, em nói với ba mẹ em. Bình thường thì mẹ em nói là phải 30 tuổi mới lấy vợ. Cái em nói con lấy vợ nha mẹ. Thế mày lấy vợ hả? Thế không? Thiệt. Thế là vậy thôi cưới. Mẹ em cứ ngồi mẹ em cười em. Tại vì mẹ em thì tướng cũng bự, dì em cũng vậy luôn. Thế là hồi mà còn đi học á, em hay ghẹo hai người là mập. Mẹ em mới nói là rồi mày cứ để coi nè, mai mốt mày lấy vợ nè, vợ mày phải 70kg, là y rằng 70kg luôn. Nhưng mà em lần đầu tiên về ra mắt của bên bạn trai thì em có cảm thấy hòa hợp không, hay là em có cảm giác gì đó nó sốc so với không, mình không? Tại vì em là người Nam, còn bên nhà chồng là người Bắc. Thì mà quê ở đâu? Dạ. Hà Nội hay là dạ, ở đâu? Dạ, ở Nam Định. Nhưng mà là thành phố Nam Định. Mẹ đó. Chồng em được cái rất là hiện đại luôn. Bà dễ thương lắm, bà rất là hiện đại. Nhưng mà chỉ có một cái là bà thẳng tính. Với lại mình khác nhau về văn hóa. Cơ bản là ở nhà ba mẹ em không có kêu bằng mày tao. Còn mình về bên đó cái mình, người Bắc thì người ta kêu mày tao thì là người ta thân thiết, người ta mới kêu như vậy. Mình cũng hơi sốc ngang á. Với lại kêu em là mày hả? Mày. Dạ, xưng mày với tao. Thì lúc đó mình kia thế mày lấy cho u cái này, ví dụ thế đúng không? Dạ, đúng rồi. Xong rồi mẹ thì nói hơi thẳng. Nói sao mày con gái mà chân mày to thế? Rồi sao mà mày sao chân tay, sao mặt đẹp mà sao chân tay mày xấu thế? Nhưng mà kiểu như là lúc đầu thì mình không quen thôi, nhưng mà về sau á mình biết là tính mà nói như vậy nhưng mà không phải như vậy. Thì mà mình cũng quen dần đi. Mình thích nghi được với cái văn hóa bên nhà chồng. Rồi bao lâu thì hai đứa mới cưới? Dạ chắc sau đó một năm. Sau một năm, ôi gì cũng nhanh mà. Anh nghĩ nên chắc chồng em có tật xấu gì đâu, đúng không? Nên là kể vợ nhiều trước lắm đi anh. Nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Chồng em có một cái tật xấu đầu tiên là rất nhiệt tình. Khui tật xấu của mẹ ruột của ổng á. Với lại vợ. Rồi kể mà say mê. Kể mà khí thế luôn á. Khí thế luôn. Mẹ chồng em nói hoài à, nó con tao mà gì mà cứ hả, tao sao là nó đi nó kể người ta hết trơn à. Rồi giờ ông sao là ngồi kể mà còn dặm thêm vô cho nó mắm dặm muối. Có kể xấu vợ cho tao nghe không? Nhiều lắm anh. Em nói là hôm nay là coi như là em phải sắm một cái gì đó em đội lên đầu em trước nè. Rồi thêm một cái nữa là ổng lề mề lắm, kiểu lề như mề. Là kêu ổng cái gì á, ổng mà nói ổng lát ổng làm là sẽ ổng không làm. Quên. Lúc mà nhắc lại thì nó quên. Là đáng lẽ là mình kêu cái gì làm á là làm liền cái đó đi, còn không là không có làm. Có một cái nữa là cái này là nằm trong cái tính xấu của em, nhưng mà tại vì do ổng nên em ghét, em cứ xấu vậy hoài. Mình là phải làm hết, tại vì nhà chỉ có hai vợ chồng đứa con à. Là mình đã phải làm hết việc trong nhà rồi. Ổng không có chủ động, ổng làm mà mình kêu ổng gì thì ổng mới làm. Thí dụ mà mình có làm cái gì mà mình quên lại khoảng chừng 10%, 20% cái ổng ngồi, cái ổng đi, ổng đi đằng sau mình, cái ổng dọn mà ổng cọc lắm. Cái mình ghét cái mốt mình làm gì cái mình cũng hay để lại á, cho tình, dọn chơi. Cố tình đó phải không? Dạ. Ông mà lèm bèm á, tôi để nhiều hơn. Thế là ông này ông bị cọc mệt. Cọc mệt? Là ý, mệt mới cọc? Ý là đi làm á, nói chung là ai đi làm không mệt. Mà về gặp vợ con á, thì mình vui vui một chút đi. Mình cọc thì không, mình đi chỗ khác đi. Mặt cọc ghét lắm. Cọc mà mình không dám nói chuyện luôn á. Có một cái là lười tập thể dục. Vợ kêu đi tập thể dục mà từ mùa quýt năm trước tới mùa mận năm nay chưa đi tập luôn. Không có chịu đi tập thể dục với vợ. Do cái tính chất công việc của ổng là ổng phải làm đêm. Mình chỉ muốn là ổng thay đổi cái là sinh hoạt một chút. Ví dụ như ổng làm đêm, ổng làm tới sáng thì bây giờ ổng làm tới khoảng chừng 1 giờ thôi. Rồi ban ngày ổng thức, ổng làm việc bù lại một chút. Rồi hả, cái thời gian ổng có thể ổng đi tập thể dục với vợ. Rồi tới buổi chiều á là dậy á, em đón con rồi là ổng mới bắt đầu ổng dậy. Rồi ổng làm đêm. Thì giống như là mình cảm giác
mình ở nhà xong rồi mình bị cô đơn á, mình cảm giác mình bị cô đơn trong cái ngôi nhà đó. Cô đơn không phải trên sofa mà là mình cô đơn trong phòng khách, trong phòng ngủ, trong phòng bếp, nói chung là trong ngôi nhà của mình. Không, nhưng mà mình vẫn thông cảm cho cái công việc của ổng, nhưng mà mình chỉ muốn là cho cái sức khỏe của ổng nó khỏe hơn. Đúng thôi rồi. Mình cải thiện cái giấc đêm một chút. Ăn uống từ giờ còn khỏe không? Ăn uống dễ dãi không? Đúng rồi, chị nhắc em mới nhớ. Khó ăn khó hầu lắm. Trời đất ơi. Kiểu như là trong một cái con heo đúng không, thì không phải cái bộ phận nào cũng ăn, nhưng mà cũng cái bộ phận đó món này ăn món kia không ăn, làm sao em nhớ được. Ví dụ chặt con heo ra là phải lựa chọn. Khó ăn lắm. Bởi vậy mà mỗi lần buổi chiều mà muốn nấu gì á là sẽ phải hỏi. Nếu mà ổng ăn á thì mình mới nấu, còn không thì thôi. Giờ vợ mong mỏi chồng thay đổi điều gì nhất quá. Trong tật một xấu rừng quá. Cái tật xấu đó đối với gia đình em á thì cảm giác là ổng đã là một người trụ cột rất là ok rồi. Nhưng mà mình chỉ mong một xíu là ổng bớt làm bềm em lại một chút. Mình cũng phải quán xuyến nhiều việc rồi chứ không phải là mình ở không. Nhưng mà có những cái mà mình quên á thì thôi nhắc nhẹ vợ một cái, hoặc là đi sau làm mà làm vui vẻ đồ đi. Chứ đừng có vừa làm vừa làm bềm mà vừa làm vừa cọc á. Những lúc mình buồn chứ, tại vì mình nguyên một ngày tự nhiên mình lưỡi thổi mình làm gì kệ mình à, cho nên là bớt cái đó lại chút. Với lại chịu khó đi tập thể dục cho nó nâng cao sức khỏe lại. Rồi giờ thấy hơn đấy, cái này chắc ít tật xấu lắm đúng không? Cũng nhiều lắm. Dạ để em suy nghĩ em liệt kê. Thi thoảng là hay quạo với chồng. Đó kiểu không có vừa đâu, nhiều dạ đúng rồi, dữ lắm. Nhà em thì vợ em nói là vợ em cô đơn trong nhà, đâu phải đâu, nhà em là như cái trường mẫu giáo vậy đó. Đó em là quản giáo ở trong cái trường đó. Em bảo mẫu luôn. Là con á thì thi thoảng là cũng quậy xong cũng hay khóc, và mẹ thì chọc con ra mép rồi thi thoảng là hai mẹ con đứng nhảy. Đó, tức là mẹ là bạn của con. Dạ đúng rồi. Và đồng thời như vậy có nghĩa là bố phải nuôi hai đứa con gái. Dạ đúng rồi, nuôi hai đứa con gái một chiều. Dạ. Rồi tiếp tục. Cái hồi mà chưa có em bé là hai vợ chồng hồi đó là hai vợ chồng thi thoảng còn chơi game chung, cũng lớn tuổi mà vẫn còn hai đứa vẫn còn chơi game. Cái đó là vậy. Lúc mà mới cưới về á, ông này ông ngồi ông chơi game mình ổng. Cái mình nói ông này tự nhiên ông cưới mình về thì ông ngồi ông chơi game mình, tức quá. Cái kêu ông tải về cho mình chơi chung. Cái bạn game 4 năm nay luôn. Là dính tới giờ hai luôn. Vợ chồng bạn game 4 năm nay. Trời ơi. Nhưng mai mà mốt là có thêm con nhỏ ngồi giữa nữa đó. Trong những cái tật xấu mà Hưng vừa kể đó, thì Hưng mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em thì cứ gọn gàng 100% thôi. Hồi đó là bà cứ được 90% mà. Kiểu dĩ rơi rớt một số thứ đầu, ví dụ đi dọn cái này là sẽ còn một cái chai. Đó, rửa chén xong rồi chai rửa chén nó sẽ nằm ở ngoài cái vị trí để chai rửa chén. Đó, kiểu vậy. Là em muốn là vợ em hồi đó là trước khi cưới em nói là vợ không cần phải dọn dẹp gì hết á. Vợ dùng cái đồ gì vợ để là y cái chỗ cũ là được rồi. Lấy đâu bỏ đó. Lấy đâu bỏ đó. Dạ. Là các cụ miền Bắc á, là không phải là một mình gia đình Hưng hoặc là Hưng đâu nha, ở ngoài Bắc các em, tất cả các bà mẹ hoặc là các bà chị hoặc bà bác bà dì lúc nào cũng có một câu ở miệng là lấy đâu bỏ đó. Lấy chỗ nào là bỏ ngay, lấy chỗ nào đó. Bỏ chỗ đó. Mà chị là chị nghe mẹ chị cái câu đó từ lúc chị nhỏ cho đến khi chị lớn là lúc nào vậy, thành ra nó thành một cái nếp rồi. Cái đó mình cũng nên sửa, với lại mình nên tạo thành cái thói quen đó cho con bé nhí của mình. Rồi thích thôi đó. Hai vợ chồng rất là nhiều những cái điều mà chia sẻ, anh thấy có rất là vui, rất là thú vị. Dĩ nhiên là chúng ta mỗi một ngày cũng phải tự hoàn thiện mình, tự thay đổi mình để cho cuộc sống nó ngày càng nó tốt hơn. Rồi nói chung là cảm ơn hai. Chào chị Hồng Vân, anh Minh Thuận. anh làm em hồi hộp quá. Dạ, chào anh Thuận. Dạ. Em thì em lớn tuổi anh, em sinh năm 92, năm nay em 25 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp em làm quà tặng pha lê kỷ niệm chương. Rồi còn em? Dạ em tên là Dương Ngọc Tiền, em 23 tuổi và em làm nội trợ. Vợ trẻ quá. 23 dạ. tuổi, đúng không? Rồi hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ thì em lấy nhau được 5 rưỡi. 5 rưỡi. Có em bé chưa? Dạ rồi. Em bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em bé mới được tháng hơn mấy ngày. Ồ vậy đó. Chúc mừng nghe. Lần đầu tiên các em gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên gặp thì gặp ở chỗ làm của em. Lúc mà em nhìn thấy anh này á, ấn tượng ban đầu của em về cái một người đàn ông cao to như thế này. Em ghét lắm, tại vì rất là nhiều chuyện và nói nhiều nhất luôn trong tất cả mọi người ở đó. Ông nói nhiều đến mức nào? Ông nói nhiều mà tới nỗi mà bà quản lý em mới nói: trời ơi, cái thằng đó con trai đàn ông thì đúng như đàn bà, cái miệng nói suốt nó chết gì á. Rồi mấy chị bên công ty thì lại thích ảnh, lại nói thêm cho ảnh: trời ơi, thằng đó nó dễ thương lắm này, nó vui vẻ hòa đồng lắm.
thôi mấy hai mày quen nhau luôn đi, trong shop này chỉ có hai mày độc thân không, mấy hai mày quen nhau đi. Cái cuối cùng mình nói ơ nhưng mà ổng nói nhiều lắm không ưa, không ưa thì phải ưa từ từ. Cái là thế là hai mọi người phải đúc vô, đúc vô là hai bên em từ từ mới quen nhau. Để ý em trước quá phải không? Đi đi đâu cũng rình theo á, đứng sau lưng rình theo. Thiệt không em? Coi kiến cái hậu thấy sau lưng nhìn. Nhưng mà không nhìn em thì làm sao biết em nhìn? Tức là em lén em nhìn trộm ổng hoài hả? Tại vì á mấy anh chị kia nói em nó đang nhìn mày kìa, coi thử có phải không. Thì em quay ra thì ổng ổng ngước ổng nhìn em đó, em đang nhìn ổng. Thì đúng rồi, ông không nhìn người ta, không biết ta nhìn ổng. Không tại cái đó em coi thành phần giao cách cảm. Rồi hai em mà yêu nhau á, yêu nhau bao lâu thì cưới? Dạ gần 2 năm. Gần 2 năm. Dạ. Rồi vậy là lấy nhau rồi chắc cũng thuận thảo hả? Đâu phát hiện vỡ mộng gì về nhau đúng không? Cưới về thì phát hiện anh này làm biếng, với lại lười đánh răng, với lại lười tắm. Mỗi lần tắm răng với tắm là phải nhắc. Nhắc mà giống như là anh ơi đi nắng răng giùm em, tắm rửa giùm em, chút đi em, chút đi em là khoảng 2 tiếng chưa xong. Lười lắm. Còn gì nữa không? Vô tâm không có để ý tới vợ con. Tính ảnh cũng còn trẻ con lắm, cứ suy nghĩ sao là nói vậy. Nhưng mà lời nói đó nhiều khi làm vợ rất là buồn. Trong thời gian mà ở cử nè, rồi sanh em bé thì có thay đổi không? Có quan tâm tới vợ không? Lúc mà rước em từ nhà mẹ lên đó thì thấy quan tâm được chút xíu. Nhưng mà bây giờ ra tháng rồi là anh nói giờ em ra tháng em làm được thì em làm. Nhưng mà mình nghĩ là vợ con là chuyện cả đời. Nhiều khi con mệt, con bệnh cũng phải phụ chăm vợ hay giúp vợ cái gì đó. Nửa đêm có nhiều khi con khóc thì anh cũng quạo. Thế lúc đó mình cũng buồn. Tức là một mình em chăm con thôi? Có nhiều khi có chăm, nhưng mà nhiều khi ảnh mà ảnh ngủ em kêu ảnh dạy phụ em á thì ảnh là hơi quạo. Ảnh quạo không chịu. Quạo quọ nhưng mà cũng cũng phải bóp bụng đi làm, đi pha sữa hoặc là ngồi dậy thay đã, nhưng mà rất là khó chịu chứ không có vui vẻ. Rồi có chơi với con không? Chơi thì cũng nựng chút xíu thôi, thường là ở nội nhà là nội với em chăm thôi. Giờ chị hỏi chút xíu nè, hiện giờ là đang ở chung với gia đình nhà chồng đúng không? Là có mẹ có ba luôn. Dạ. Rồi là mẹ phụ với em coi cháu. Thì nhà cũng có bán cái quán phía trước á, thì sáng em tắm rửa cho con xong hay ẩm ra cho nội chơi, tới chiều thì ẩm vô. Như vậy có nghĩa là em với mẹ là rất là thuận thảo, rất là hợp. Mẹ thì mẹ nói thương em là dễ, nhưng mà em có tình cảm hay có gì ít có nói ra lắm. Nên nhiều khi chồng em nghĩ là mình không có thương mẹ. Tại vì mình sống với mẹ chồng nhiều hơn sống với mẹ ruột nên. Em cứ tâm sự đi, tại vì cũng ít có cơ hội để mà mình nói ra cho mẹ mình hiểu, chồng mình hiểu á. Tại vì em sống với mẹ ruột tới khoảng mấy năm là em đã lên em đi làm, 19 tuổi đã đi làm rồi. Thì sống với mẹ chồng quãng đời còn lại với chồng. Mà thường thường em ở thương với mẹ em ít có nói lắm, âm thầm lặng lẽ. Ví dụ như muốn mua cái đó cho mẹ thì nói anh ơi mua cho mẹ, thì anh không chịu thì thôi. Chứ em cũng không có cố gắng gượng ép là phải bày tỏ cho mẹ biết. Mà em hay chỉ nói là mẹ bệnh anh ơi mua thuốc cho mẹ anh ơi, tại vì em không có quản lý tiền. Cái anh hay nói là em không có bày tỏ với mẹ, em không có nói với mẹ. Mẹ thương em thì mẹ nói, em không thương mẹ, em không thương mẹ nên em không có nói. Nhưng mà mẹ có biết là em thương mẹ không? Em không biết, nhưng mà em nghĩ chắc là mẹ không biết. Tại vì chị nghĩ như vậy nè, không có lý do gì mà mình phải giấu cái tình thương của mình đối với mẹ chồng. Nếu em đã xác định là quãng đời còn lại em sống với chồng và với mẹ chồng, thì dạy gì mà em không bộc lộ cái tình yêu của mình đối với mẹ. Tại vì khi em bộc lộ điều đó, mẹ hiểu điều đó thì em được, chứ em đâu có mất gì đâu. Nhưng mà em không có nói được. Không, em không cần nói vậy. Tất cả những điều đó. Thay vì em nói là chồng ở chồng mẹ bệnh rồi đó, mua thuốc cho mẹ đi, thì em hỏi thăm mẹ. Mẹ ơi hôm nay mẹ mệt hả mẹ? Mẹ có nhức đầu không? Con đi mua thuốc cho mẹ nghe mẹ. Chị nói ví dụ vậy thôi. Yeah. Thì cái cục diện nó thay đổi hết à. Cái đó là một cái điều mà theo chị thì em nên thay đổi. Em bộc lộ đi, em nói, em cho mẹ biết là em thương mẹ đi. Chị nghĩ như vậy nè, nhân cái chương trình này á, em nói hết ra đi, em chia sẻ những cái tình cảm của em với mẹ để mẹ coi, mẹ sẽ hiểu được là ờn dâu mẹ rất thương mẹ. Con muốn nói với mẹ nhưng mà tại vì con nhút nhát á, con không có dám nói gì. Con không nói nhưng mà con rất là thương mẹ. Tại vì con còn sống với mẹ với chồng không à. Sau này con còn cũng ở với cha mẹ mà. Ba mẹ cũng lo cho con chứ đâu có ai lo. Còn chồng, em có nghĩ là mẹ thương vợ em không? Dạ có. Có bao giờ mẹ tâm sự với em không? Mẹ không tâm sự với em mà có lần vừa đầy tháng con em xong là mẹ nhậu xỉn, mẹ cũng có nói tao thương vợ mày lắm mà vợ mày không có thương tao. Cái em cổng về tới nhà cái em mới kêu vợ em nói em vô đây coi mẹ nói cái gì nè. Tại em muốn vợ em biết mẹ em thương vợ em mức độ nào. Em mới kêu vợ em vô hai mẹ con tâm sự. Khi em nghe vậy cái cảm xúc em sao? Lúc đó thì mẹ với em ôm nhau và khóc, hai mẹ con cùng khóc. Bà chồng nói sao bà không cho nó khóc trong cử mà bà cứ khóc hoài. Lúc đó cả nhà cùng khóc luôn. Mẹ cứ nói là mẹ thương con gì đó, sau này con ăn khói cho ba mẹ. Em chỉ biết gật đầu và khóc thôi chứ em không biết nói gì. Thôi nhưng mà chị nghĩ vậy nè, cái lấn cấn ở đây là vì em không bộc lộ được bằng lời nói, bằng cử chỉ với mẹ thôi.
mà em cũng cảm nhận là mẹ thương mình đúng không? Dạ. Và bây giờ là cái điều em cần làm là để cho mẹ hiểu là em cũng rất thương mẹ. Thì ngoài cái lời nói là em đã nói với mẹ rồi, thì sau đây á, mình bộc lộ bằng hành động nữa. Và chồng sẽ là cái người mà đứng giữa để mà hỗ trợ cho hai mẹ con xích lại gần nhau mà dạ, hiểu nhau hoàn toàn. Chị nghĩ như vậy thì cuộc sống mình nó sẽ vui vẻ, nó hạnh phúc hơn rất nhiều. Ha? À, còn về phía em thì anh muốn hỏi em là dạ, em với gia đình vợ có thuận thảo không? Dạ cũng có một ít. Có một ít là sao? Tại vì người mẹ em là tính bệnh miền Tây á. Người miền Tây, người ở Cà Mau, nguyên gia đình luôn, nó thật là nguyên gia đình rất là bộc trực, nghĩ sao nói đó. Mà anh là người miền Bắc nên rất là kỹ cái tính những lời nói và hành động nữa. Mẹ em thì nghĩ sao nói vậy làm luôn. Ảnh cũng suy nghĩ, ảnh buồn. Lúc mà trong bệnh viện, lúc em sanh em bé á, là ảnh vô được 2 bữa. Xong rồi ảnh ngủ được 2 bữa thì bữa hôm sau ảnh giận mẹ anh không vô. Giận mẹ vợ. Dạ. Lúc đó mình cũng buồn lắm. Mà anh không hiểu, anh chỉ cứ nghĩ là anh xét nét những cái lời nói, những cái hành động của mẹ. Em thấy sao? Em không biết là vợ của em với lại mẹ vợ em có phải là mẹ con ruột hay không. Thấy nó vô tâm lắm. Thế em thấy mẹ, sao? Dạ. Mẹ vợ vô tâm với vợ hả? Dạ, lo cũng không có đầy đủ. Vợ em mới nói là tại vì người miền Tây thì bác sĩ đuổi ra ngoài, thì mẹ em ra ngoài đi, thì em vẫn chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà tại sao mà vợ em mới mổ xong qua buổi chiều là vợ em tự động ăn cơm, tự động đứng dậy đi, còn mẹ cứ nằm ở giường xuống. Mẹ lớn tuổi chưa? Dạ không, mẹ cũng còn trẻ nhưng mà cái chân mẹ có tật. Với lại mẹ đi xa là mẹ bị giống như là bị say xe nguyên ngày 2 ngày là mẹ mới tỉnh lại. Ừ. Thì lúc mà anh vô thì thường mẹ hay nằm giường. Thì đúng cái lúc mẹ đang mệt đúng không? Dạ. À, trời ơi, cái này theo chị là như vậy. Em cứ nhớ nè, không thể đánh đổi được cha mẹ đúng không? Thì bây giờ về phía mình là chồng, mình thương vợ mình cứ coi như cái người đó là cha mình, mẹ mình đi rồi, cha mẹ mình kiểu gì mình cũng phải chấp nhận và mình không thể đánh đổi được, đúng không? Thì vợ em cũng là như vậy, cho nên em phải nhớ là cho dù ông bà cụ có cái gì đi chăng nữa, mình cũng không bao giờ mình được quyền xét nét, bởi vì sao? Mình là con đó, ba mẹ nuôi vợ lớn nè, xong bây giờ là em hốt về, tốt em hưởng, xấu em cũng phải chịu. Gần như là em thay cái thời gian còn lại để chăm sóc cái sản phẩm này của ba mẹ rồi đó. Yeah. Ở đây mình nói sản phẩm như thực ra nó là vật báu của cha mẹ vợ rồi, đúng không nè? Thì coi như đầu tiên ông bà cho em cái vật báu này đi trước đi. Thì cái ơn này là em không thể nào mà em quên được. Thành ra bây giờ theo chị nha, dẹp tất cả mọi thứ lại. Tại sao bây giờ mình làm không khí nó căng thẳng? Căng thẳng vợ khổ chứ ai? 1 năm sau sinh á, là rất dễ trầm cảm. Tại vì tụi chị đã tiếp xúc với quá nhiều các cặp vợ chồng mà trong đó cô dâu bị trầm cảm mà người ta không hề biết là người ta bị bệnh đó. Không quá. Rất nguy hiểm luôn. Cũng vì cái chuyện hiểu lầm, em hiểu không? Dạ. Mình là đàn ông, mình là trụ cột, mình phải bảo bọc cưu mang vợ mình con mình. Thì mình phải đứng ra, mình hóa giải tất cả những cái chuyện đó. Cho nên theo chị là như vậy. Đúng. Mình hóa giải đi cưng. Ha, bây nãy vợ là nói chuyện với mẹ chồng rồi, để cho mẹ chồng hiểu rồi. Dạ. Thì thôi bây giờ em cũng sẽ nói chuyện với mẹ vợ đi. Ba mẹ vợ luôn đúng không? Đó, ba mẹ vợ đi. Để ông bà yên tâm là thôi, giao con mình cho đúng người rồi. Dạ. Em nói đi. Con trước tiên thì con muốn cảm ơn ba mẹ vợ với bà nội vợ. Thì ba mẹ vợ đã sinh ra cho con một người vợ ngoan hiền. Rồi con cũng muốn xin lỗi. Trước tiên là bà nội vợ, sau nữa là ba mẹ vợ. Trong dịp Tết gì rồi con có ăn nói những gì mà sơ suất thì cũng niệm tình là con còn nhỏ dại, nhiều khi hồ đồ thì con không kiềm chế được bản thân, thì con có một số lời lẽ không đúng, thì con cũng mong bà nội và cha mẹ tha lỗi cho con. Hay quá. Dạ. Rồi con hứa một ngày nào đó nó con nó cứng cáp rồi đem về. Đem về đi. Về thăm ông bà ngoại đi. Hứa đi, chứ bà nội đâu cũng dạ, cũng lớn rồi đúng không? Ừ. Thì phải con của con phải ít nhất phải 6 tháng thì con với vợ con với con trai con về thăm cha mẹ với đại nội. Tại hiện giờ cha mẹ với nội đang ở Long Hải. Ừ. Dạ. Có lời gì nói với vợ mình không? Đó thôi, hai chồng á, nhân cái cơ hội này hóa giải tất cả những cái muộn phiền của hai bên gia đình, cũng giống như là của hai chồng thời gian vừa qua có những cái lấn cấn chưa nói ra được với nhau. Thì thôi hai chồng có một cái điều gì đó lãng mạn, tình cảm, hứa hẹn gì với nhau đi cho tôi yên tâm. Cứ coi tôi cũng hồi hộp quá, nãy thấy cô dâu khóc mà thiệt tôi đứt ruột đứt gan á thiệt á. Thì cũng thông qua chương trình anh cũng xin lỗi em, thì từ trước đến giờ anh có làm gì sai hoặc là có một hành động thái độ gì khiến em không đồng ý thì anh cũng xin lỗi em. Bắt đầu từ ngày hôm nay và trở về sau anh sẽ thay đổi cái bản thân, tính cách. Ghê không đó.
tin đi, chồng hứa là chồng làm đó. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Rồi. Chà, hai gương mặt giống nhau quá. Đó, bởi vì gương mặt phu thê nè. Phu thê. Từ lúc sống chung lại cũng nói là phu thê luôn à. Trời, cái đôi mắt này lạ lắm nha. Hiếm có cặp vợ chồng nào mà có cái đôi mắt mà giống nhau như vậy luôn á. Đâu có giống đâu. Đâu chị, cái mặt là giống nhau vậy? Không. Đều là dấu dấu gì ta? Dấu ớ. Không phải. Đây nè, ớ nè. Đó đó. Không giống lắm, anh dạ. Nói thiệt. Mà có ai nói là hai vợ chồng giống nhau không? Dạ có. Đấy chưa? Có nhiều lắm, nhiều người nó giống. Tức là nhìn tổng thể là giống nhau. Dạ. Nhưng mà phân ra từng nét á, thì cho có cái lỗ mũi giống nhau thôi. Không có. Em lại thấy đôi mắt cũng giống nữa nè. Không, đôi mắt con này bé mà, đôi mắt nó tròn xoe mà. Nhưng mà cái kết cấu là nó đều vẫn, nó đều đó là nó giống như cái dấu này, dấu gì không biết nè. Hả? Dạ. Dấu nào? Dấu gì? Dấu gì nè, chứ không phải dấu ớ. Cái này là cái nón. Không, bây giờ em hỏi chị nè, trong trời tự nhiên bí quá. Có cái dấu nào mà nó quẹt qua vậy không? Thì nó là dấu ớ, còn cái này nó là dấu á. Dấu á. Dấu á ngược á. Còn cái này dấu ớ. Cái này dấu á ngược á. Là ân á, ân á rồi ăn á, hiểu không? Cái này là ân. Chắc ăn giống nhau. Rồi chị à. Không, bởi vì em mới nói là ăn. Ăn à này. Ừ, thì là ăn thì đương hỏi nè, ăn hay là hay là ân. Ờ, nhưng mà là nó không mệt quá nhỏ. Thôi mệt quá nói nghe là giới thiệu tên em mới dạ. Dạ. Dạ em xin chào MC Quốc Sự, em chào chị Hồng Vân, em chào khán giả. Em dạ. Tên là Thành, em làm công việc của em là vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Dạ. Ở đâu? Ở đâu? Em vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. À từ Trung Quốc về Việt Nam. Thành là Thành là em sống ở Sài Gòn. Em nay 30 rồi. À 30. Dạ. Thành vận chuyển đồ, vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Rồi. Dạ. Dạ. Em mời vợ Thành. Dạ chào cô chú, chào khán giả. Em tên là Thư, năm nay cũng 93. Dạ. 93 tuổi. Năm nay 93 tuổi. Dạ. Năm nay cũng 93 tuổi. 93. Dạ. À. Hai làm công việc gì? Tuổi. Dạ em bán quần áo. Quần áo. Dạ. Cha vậy là bên này nhập quần áo từ bên đúng kia. Đúng rồi, giờ cho bên này bán. Bán lại. Dạ thì lúc đầu liên quan như vậy đó, lúc đầu là thường như vậy đó. À. Nhưng mà bây giờ sao? Dạ. Bây giờ sao? Ai cũng nói vậy. Thì bây giờ là như vậy luôn. Câu chuyện nó quen nhau thì nó lại mắc cười lắm. Là ngày 28 Tết thì em đi quýnh bài. Em quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Trong đó có vợ em. Chủ nhà là mời quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Cái mời vợ em đi ăn, tụi mình ăn bài mà cái mời hết mọi người đi ăn, không có đi hết. Thì có vợ em và đứa em gái nữa đi ăn. Đi ăn sao ăn ra ngoài nói chuyện. Không thế, ai chịu đi ăn. Không ai đi hết, chỉ có hai người đi thôi. Chỉ có hai chị em bé này đi. Mẹ em ăn hết cái sòng bài luôn. Nó cay cú quá. Quá mà. Ăn không còn một đồng bạc mà. Nên là tôi phải ăn lại cho coi như là ngập mặt đó. Ủa, nhưng mà sao lại có thể còn tâm trạng để đi ăn vậy Thân? Tại vì lần đầu tiên là hồi đó giờ cũng đâu có đi đánh bài mà không biết đánh bài luôn. Cái lần đầu tiên đi vô đó, nhà chị đó rủ vô chơi đánh bài xì dách. Cái vô cái anh này chạy là sao, cái nẹt bô nữa, chạy xe chiếc SH mà cứ nẹt gì nè. Cái em lại em thấy trẻ trâu rồi, em biết sủ nhi rồi, em cũng không thèm để ý nữa. Xong cứ ăn, cứ đánh bài ăn gom hết. Cái nhỏ em cay quá, nói là giờ đi ăn cho bỏ ghét chứ ăn hết rồi. Dạ. Là bây giờ đi ăn chưa? Có ba người. Cái tâm trạng y chang đó, y như là tôi nói, một đứa ăn bài, một đứa ăn đồ ăn. Đó. Ăn qua. Nhưng mà sao lúc mà đi ăn có ăn cho bỏ ghét không? Dạ, ăn quá thì ăn luôn, kêu vô kêu phở, kêu chiến tái hột gà, kêu đủ thứ hết trơn. Như trong tiệm phở có gì là kêu hết. Và như vậy là nhìn thấy cái nước ăn của cổ mà coi như là thấy ấn tượng. Mà em đói gần chết luôn, mà em giữ nét. Mình đói muốn chết, lẽ mình vô mình kêu ăn này nọ. Thôi anh đói, anh ăn rồi. Anh kêu miếng, kêu chân tái thôi, anh no quá. No quá về quốc cho tô mì, thêm tô mì mới chịu nổi. Không lẽ mình mới gặp mình sao gặp đó. Em ăn xấu lắm. Cái đó thôi nè, anh no rồi, anh kêu chân tái ăn à. Mình giữ kẻ giữ nét mà. Nhưng mà trong lúc ăn thì có nói chuyện có. Thăm hỏi gì về nhau không? Có nói chuyện thăm hỏi, em ở đâu thì cũng sống Sài Gòn. À, gặp nhau đánh bài thì ở quê đâu tự nhiên cũng ở chung cái thành phố Mỹ Tho mà mình không biết. Cũng đồng trang lứa 93 luôn mà đâu biết đâu. Sao mà về quê cái cuốn bài gặp, cùng sống Sài Gòn, hẹn lên Sài Gòn gặp nhau. Mà sau đó bắt đầu có những cơ hội gặp nhau mà ở Sài Gòn là mới quen. Trời em chấm từ lúc cuốn bài rồi, từ lúc đã nói nhỏ chấm nhỏ mới không dám ăn đó, mặc dù là đói thấy bà nội đó. Đầu tiên là em vô sao cái chỗ gần bạn gái em là ngồi kính rồi em đâu ngồi được. Em đứng em tia rồi, thấy rồi trong bàn này tia rồi. Em thấy bạn em vừa thua cái em nhảy vô liền. Nhảy vô chơi rồi xong bắt đầu em vợ em ăn cái em gom tiền giùm. Rồi chung giùm này nọ luôn. Rồi ăn hết xong bài luôn. Mà cả đời em quýnh bài không bao giờ ăn. Duy nhất một bữa lại em ăn. Vậy đó, tại có thiệt. Không phải. Cả đời tính nè. Không phải hai đứa này đi trái quy luật. Người ta là đen bạc đỏ tình. Đỏ tình đen bạc đúng không? Nó đỏ tình. Nó trái luôn. Nó đỏ tình đỏ bạc luôn. Đỏ bạc đỏ tình luôn ha. Xong lúc đó em chỉ thấy là trẻ trâu, em thấy xuống nhi rồi em cay nữa.
nên em mới đòi đi ăn thôi chứ không có nghĩ cái gì dạng như kiểu ủa, như là bây giờ không nghĩ thì cô cũng đã là vợ người ta rồi. Cô bây giờ cô đâu có chối bỏ được cái chuyện đó. Thôi thì bây giờ nói đến cái chuyện mà sau khi mà dính rồi đi, đúng không? Sau khi mà cua nhau rồi, cái buổi đi chơi đầu tiên đâu, kể nghe coi nó ra làm sao. Anh kể ra. Sau cái bữa ăn phở đó. Sau bữa đi chơi đó. Không có buổi đầu hẹn lên Sài Gòn. Là sau khi yêu nhau đó em. Không thì hỏi luôn đi, bây giờ sao vụ ăn phở tới lúc mà yêu nhau đó là khoảng cách là bao lâu? Nhẹ nó về, chắc khoảng tuần. Tuần sau thì thì đó một tuần đó thì tôi kể đi, kể cái bữa đầu tiên đi chơi đó. Ngày đầu thì tụi em hẹn nhau đi ăn đi uống. Mà tôi nói lạ có biết nhau đâu mà nói chuyện nó hợp gì mà nó hợp không thể nói luôn. Nó hoài, nó quỷ, nó tới không, sáng luôn. Bây giờ gì nè, thôi để cô vợ cũng kể đi cái chi tiết nè. Rồi lúc đó là sao? Dạ thì đi ăn, rủ đi ăn. Đi ăn là giống như là em thì em thích là ăn, nhưng mà thành phố thì em cũng ít đi vòng vòng á. Ảnh thì ảnh nói là hả, đi anh là biết hết chỗ này chỗ kia luôn. Anh chở em đi từ từ quận nhất mà qua tới quận Tân Bình, qua hết các chỗ các địa điểm luôn, xong ăn đủ thứ chỗ chút chỗ chút chỗ chút, đi tới sáng. Mà bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng luôn. Cứ nói gì nói hoài giống như là hai đứa quen từ đời kiếp nào á. Nói chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết vậy á. Không hiểu sao luôn. Sau cái em mới nói ủa sao mà dễ thông quá ta, sao dễ kể với lại anh này quá vậy, sao mà nói chuyện thoải mái được, thoải mái từ muốn kể gì kể á. Rồi ảnh cũng dễ chịu nữa. Xong cái về cái cũng suy nghĩ vậy đó, là bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng. Ủa nhưng mà cái lúc nói chuyện nói về vấn đề gì, có nói về vấn đề kinh doanh được không? Không đâu, dạ nói chuyện lan man đủ thứ trên trời. Mà không hiểu nó hợp cái gì mà hợp khủng khiếp mà luôn. Mà bây giờ cũng chả nhớ nói cái gì đâu em. Quên ơi, nói rồi. Cái gì thấy cũng hay hết trơn trọi. Thì là nó khiến nó đến. Ừ, đó chứ. Úi trời anh ơi, con kiến nó bò kìa. Chị cũng vui thương quá em á. Trời ơi chứ. Hiểu không? Yêu nhau chừng 5 năm. Có nghĩa là yêu nhau chừng 5 năm, lấy nhau chừng 5 năm. Kiến nó bò con kiến nó bò kìa, anh kệ nó đi. Kệ nó đi. Nó nổi nhiều chuyện quan tâm làm khỉ. Thì bây giờ là như vậy luôn á. Phải không? Đúng là người ta giống như người ta nói là cái đó là lúc mới yêu. Rồi sao nè? Không, nhưng mà hỏi nè, hai đứa bộ đi chơi và đi ăn thôi chứ không có cái gì hết mà làm gì tới 3 giờ sáng? Rồi chạy vòng vòng hết Sài Gòn luôn. Chắc chạy hết chắc cái 100 ngàn tiền xăng quá. Chắc ngoài 100 cây số chạy hoài không ngưng, cứ nói hoài đâu có chỗ đâu tấp. Bây giờ cứ chạy hoài, cứ nói hoài, giờ không lẽ mình đi về vui quá rồi. Cứ đi cứ chạy hoài chạy mày xứa chuyện luôn, buồn ngủ quá. Chà, chắc đi từ Bình Tân qua Bình Thạnh rồi xuống Bình Hòa. Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi qua ngày hôm sau có đi chơi nữa không hay làm gì nữa? Đi tiếp, tôi nói là cứ được bữa xong là nó dính hoài. Lại nói nữa. Nhau luôn, nói hoài chuyện đâu nói không hết. Rồi nhưng mà cái ngày thứ hai nó có khác cái ngày trước đó cái gì không? Có động tay động chân gì không? Ngày thứ hai bắt đầu đi ăn. Cái bắt đầu tới ngày thứ ba cũng là đi ăn bên nhà ông anh. Tới ngày thứ tư sao chuyện gì xảy ra? Ăn với thằng bạn ở đầu nhậu, ở đầu vợ không biết nhậu, em thì cũng đi gặp khách hàng nhậu thường, nhậu xong cũng say men men cứ chạy đi về, mà cũng chạy vòng vòng hoài đó. Chạy vòng giống như là dạ, cái kể. Nhà em là ở ngay cái nhà em mướn là ở ngay quận nhất rồi, mà anh cứ chạy vòng vòng hoài là gần nhà mà sao không về, mà cứ chạy vòng hoài. Cái em mới bực mình quá, cái em mới nói rồi, em cũng nói trong bụng rồi. Cái em nói, thôi vậy thôi anh nếu mà anh thấy về không được, thôi tắp vô khách sạn ngủ đi chứ khỏi về. Là em rủ vô khách sạn ngủ luôn. Là ngày thứ tư đó. Luôn. Dạ. Quen lâu ghê luôn, dạ, quen lâu. Mẹ nó chủ lâu. Động nói luôn hả? Dạ. Tại vì nó đi vòng vòng hoài. Mệt mắt mệt thiệt. Gặp em uống có mấy ly mà em chóng mặt quá, em nói nữa. Rồi. Mà cứ cha lại cứ chạy vòng hoài, không trở về nhà. Rồi em nghe cái câu đó là sao? Nói cái cảm giác của em lúc đó em còn nhớ không? Trời ơi, nó chết đi, tỉnh liền, đang xỉn là tỉnh liền. Ôi liền, gấp lắm rồi, bây giờ không kiếm nữa, thấy vừa thấy lũi vô luôn. Lũi luôn. Trời ơi trời, khách sạn quân dứt 1 triệu mấy một đêm đau lòng luôn trời. Dạ bao nhiêu cũng được. Trời trời, 10 triệu cũng ngủ. Bây giờ ok cái là thấy lấy bên ta trái thấy rồi lũi thẳng liền. Lũi vô. Không kiếm gì nữa mất công lâu, chịu nổi. Lũi liền, không hỏi giá luôn. Qua sáng sao tính chuyện. Triệu mấy? Má ơi, trời ơi cái gì thấy ghê thiệt. Quân nhất giận đạo. Nhưng mà bữa đó lời mà. Đúng rồi, tiền không quan trọng. Em nói hay vợ chồng em mà từ ngày quen cứ nó tốc độ thấy khủng khiếp lắm. Trước đó nói chung là cái duyên hay sao. Trước đó cũng quen bạn gái cũng là 5-6 năm cũng là vợ chồng rồi. Rồi bắt đầu cũng chia tay vài tháng vô tình dập với em, gặp xong quen gần tháng sau cầu hôn rồi cưới luôn. Ủa vậy đó hả? Chơi tốc độ hơn chữ luôn mà. Không đợi luôn. Tức là trời ơi, dọn dẹn trong vòng 4 tuần đó. 4 ngày đã là của nhau rồi, sau đó là 1 tháng sau là cầu hôn. Tháng hơn là cầu hôn. Wow. Rồi chừng nào cưới luôn không? Dịch. Tính dạ, cưới rồi nhưng mà dịch. Ngay đúc dịch. Không là nó cưới được. Rồi xong dạ. Là qua dịch rồi cưới. Dạ. Vậy là cũng phải mất hết 1 năm. Ổn. Dạ. Thì tụi em cũng chơi tốc độ là nữa. Là cuối năm á. Wow. Tụi em bắt đầu là tính cưới rồi.
Nhưng mà là tính cuối năm mà dịch, thì dịch cưới được hôn, cái đầu hai đứa thấy năm sau tuổi Sửu hợp tuổi Dậu. Giờ nghĩ thôi giờ đám cưới mà giờ đầu năm đám cưới mà giờ cưới xong biết có bầu liền không? Thôi giờ để luôn, năm trước để luôn. Nếu dính trước thì năm sau kịp là tuổi Sửu luôn. Rồi để có bầu dính cưới luôn. Cưới luôn. Chơi tốc độ phần trưởng luôn. Là coi như là ở trên á, người ta chỉ thẳng rồi, người ta dập thẳng luôn rồi. Ủa nhưng mà trước đó là hai đứa có đi coi bói, coi thầy, coi cô gì không? Dạ, chắc có luôn. Dắt chị coi bói. Dạ, nhưng mà là người ta nói coi như là thầy bói đó có hợp tuổi không? Dạ, cái cô đó chỉ nói gì nè, bây giờ là bất chấp tất cả đi, bất chấp tất cả hả, cứ để em bé đi, tại vì rất là tốt luôn. Nên bây giờ có nếu mà bị ai nói thì cũng không quan trọng đâu. Cô đó nói gì đó. Thì nãy mới nói là cái gì làm cũng hợp với tuổi dần với cái gì tuổi Dậu, Dậu Sửu đúng không? Là em bé là con trai hay con gái? Dạ, bé trai. Nhưng mà là hai đứa là bằng tuổi nhau hả? Dạ, 93 bằng tuổi nhau. Ok, nhiều quá ngon lành. Nhưng mà vậy là mấy năm rồi ta? Hai đứa gặp nhau lúc dịch năm 2019. 2019 là 4 năm rồi. Dạ. 4 dạ. năm. Nhưng mà 4 năm. Ngưng hết năm. Ngưng hết dạ, năm, năm dịch. Đúng đó. Không? Là 3 năm. Ôi trời ơi. Dạ. Rồi cưới được mấy năm? Dạ, 2 năm rồi. Cưới được 2 năm rồi em. Dạ. Rồi có nghĩa là 1 năm dịch. Rồi á, 1 năm là cũng như gần cuối năm á là biết nhau, quen nhau rồi cầu hôn luôn đó. Rồi giờ để em hỏi cái này, cái nghĩa là coi như là cái tình yêu nó nhanh quá, nó chóng bánh quá. Vậy thì bây giờ, và thậm chí là trong 4 ngày thôi là bắt đầu là lũi vô khách sạn luôn rồi. Dạ. Không biết là cái lúc mà ổng cầu hôn em á, ổng cầu hôn em á, ổng làm sơ sài hay là ổng có tổ chức, ổng có tạo rần sự rần á. Dạ, bất ngờ lắm anh. Với lại nhớ hoài cái câu mà lúc mới quen mà anh nói trời, giống như là lúc mà đã hai đứa đã đi khách sạn rồi đó, là của nhau rồi, của nhau rồi, xong rồi các em kêu ảnh về ở với em chung luôn đi. Xong rồi đi về ổng ở với em, các em đi học, em đi học xong cái ở nhà ổng quét nhà, ổng lau nhà, cái nhỏ em của em xuống thấy sao anh này giỏi quá vậy, cái nói trời ơi anh hai ơi, chị hai ơi, anh Thành được lắm, anh Thành giỏi thì kia, anh Thành quét nhà lắm. Cái em mới nhắn tin nói sao anh không để cho em, chú em về em dọn dẹp cho. Cái anh mới nói là hả, anh đã sạch quen rồi, thay dơ anh chịu không nổi. Trời, cái câu đó xong cái em nghe nói trời ơi sao tự nhiên nhớ được này cũng ok này nọ. Xong là từ lúc đó về sau mà là cỡ tháng sau là về dọn qua chung cư ở cho nó rộng á, thì là không bao giờ ở sạch nữa. Là ổng theo em. Tại vì ở sạch là lúc đầu, lúc tuần đầu rồi, tuần đầu thôi là bắt đầu nghĩ chung là không giả dối nữa. Đó, ý là giả dối. Dạ đúng rồi, giả dối là tạo nét á, tạo nét quá trời nét luôn. Cuối cùng là lòi á. Thôi để chút nữa cái phần sau kể. Đó kể nha. Ủa nhưng mà lý do gì nhà không ở, đi qua ở nhà người ta? Là từ cái bữa thứ tư đó là ngày nào cũng gặp. Rồi bắt đầu cũng đi khách sạn suốt luôn, rồi buổi tối đó đi về, thấy vợ ngủ mình, ngủ, rồi lũi nhà vợ em ngủ luôn. Ở đuổi không về luôn, coi như là cuốn gói theo gái đó đúng không? Em lấy đồ dọn qua em ở luôn. Dọn dẹp nhà cửa luôn. Mà em ở dơ em là biết dọn nhà lắm, tự nhiên ở nhà gái rồi tạo nét lên. Lấy mình đàn ông mới vô mình ở dơ nhà gái tay kỳ quá rồi cũng quét dọn. Mà tánh em là biến ở dơ lắm. Nó thẳng luôn là làm biến. Trời, tạo nét được có bữa đó tới giờ luôn á. Rồi đúng rồi, coi như là mà rồi bây giờ ta đang hỏi cái vụ mà dạ, cầu hôn à, đúng rồi, cầu hôn. Đúng rồi. Ủa lạc đề luôn á. Dạ, cầu hôn thì giống như là vô tình thôi, nguyên đám bạn với lại em, hai đứa em của em là đi chơi, đi ra Phú Quốc chơi, là ở mướn cái villa đó là chơi. Xong rồi cái tới bữa cuối, mình cũng không có biết là ông này là muốn cầu hôn hay gì nữa. Cái bữa cuối tự nhiên cái chiều đó, cái cỡ 3 giờ, cái tự nhiên đòi thèm chè Thái quá. Nhưng mà tự nhiên trong thành phố không ăn, cái đi ra ngoài Phú Quốc đòi ăn chè Thái. Cái chở em đi vòng vòng để kiếm chè Thái, mà mình bực mình tham vui mà mình muốn chơi, mà tự nhiên đi kêu mình đi ăn chè Thái bực bội. Cái ngồi vừa ăn chè Thái mà vừa bấm điện thoại hoài cũng không nói chuyện với mình nữa, cái mình bực mình nói rồi mắc gì tự nhiên không ăn gì, ăn chè Thái không nội. Xong cái tức quá cái em nói thôi đi về đang chơi, tại vì ở nhà mình nghỉ vui mà, tại nguyên đám bạn đang ở nhà đợi, là đi về là thấy là chuẩn bị hết rồi đó. Là kiếm cớ đi ra ngoài để ở nhà bạn bè trang trí đó. Dạ, đúng quá rồi. Tự nhiên ông ăn chè Thái mà. Dạ. Nhưng mà sao về thấy gì xuất hiện nè? Dạ, về thấy đồng là tả sơ cái coi, giống như là trang trí hết cái căn villa đó là và từ trên dưới là bong bóng, rồi hồ bơi cũng bong bóng, xong rồi mấy bạn á là sắp xếp với em, sắp xếp là đèn rồi nhạc rồi tùm lum hết trơn. Ổng đã hành động như thế nào? Dạ, là quỳ xuống cầu hôn vậy. Mày đó nói câu gì nhớ, nói là đồng ý làm vợ anh nha. Có trao nhẫn không? Dạ có. Trời ơi, cái nhẫn đó đâu? Dạ, nhẫn đó trời, hai chị em đồng thanh đồng thủ.
cái nhẫn để nhà. Dạ. Tại có cái cặp kia vui lắm, cái nhẫn cầu hôn á, bà vợ bà. Bà rửa tay rồi bà bỏ. Không có tiêu. Bà quên, bà quên. Rồi bà để quên luôn, rồi bà mất luôn, bà giấu chồng bà giấu mỗi lần chồng hỏi cái làm bộ nó là cất ở đâu. Nhưng thực ra là chồng bà đã cất cái nhẫn đó từ đời nào rồi. Cái nãy hai chồng sáu tháng sau nhẫn ở đây nè, cưng lắm. Dạ, vậy cũng giống anh này. Em giữ tính cầu hôn á là nó trong vòng có nửa tiếng thôi. Đầu tiên là nói ba mẹ lên đang đi Phú Quốc rồi, tính ba mẹ lên để nói chuyện, bắt đầu là nó cưới hỏi nha. Nói thôi sẵn đây đẹp quá, bắt đầu nhắn tin hết, phân công bạn bè đi đó 8 người, người ăn mãn, đứa bơm bóng, đứa đi về đặt bánh kem, rồi đứa đi trang trí, rồi đứa bông hồng, tạo đi trường giả, rồi đi thê lo, rồi giao người việc hết trơn, rồi bạn bè nó xông xáo lắm. Em nhiệm vụ là dẫn vợ đi ngoài để đi dọn trong đó cho nó đẹp. Tại vừa về là mọi người cứ vô ập vô mà làm thôi. Hề nhất là ăn trà Thái ha. Dạ. Tại vì em gán kéo thời gian, đi càng lâu càng tốt. Mà cứ đồ về hoài à. Nhưng mà hai đứa yêu nhau vậy rồi gia đình rồi suôn sẻ hết ha, có cấm cản hay là có cái gì không? Dạ không, dạ, giống không. Như là tại vì hai đứa là tự lập á, giống như là lên thành phố ở rồi, anh cũng lên thành phố ở từ nhỏ luôn rồi. Nên không có gần gia đình nên cứ thoải mái là thôi. Tự lập luôn. Dạ. Lúc mà em quen vợ, lúc em làm cái gì? Lúc em đang làm cái gì? Dạ cũng làm công việc đó. Em làm công việc vận chuyển. À vậy đó hả? Rồi rồi lúc cái vợ làm gì cưng? Dạ lúc đó em cũng chuẩn bị bán quần áo này kia gì đó. À dạ, là giống như hai đứa giống như cá gặp nước vậy đó. Dạ đúng rồi. Bởi vì ngồi nói chuyện nhập hàng sao rồi nhập chưa vô đâu. Rồi xuất sao chưa, làm sao xuất nhập được thì đúng rồi. Không, bên này nhập vậy nè, nó anh làm gì vậy? Ủa anh giờ đưa công chuyện anh lại nhập khẩu đâu, anh lại giờ anh đi anh chuyên chở đồ từ Trung Quốc vậy. Ồ dạ anh, đúng rồi, em đang bán quần áo nè. Đúng không? Đúng rồi, em thôi em đang tính kinh doanh quần áo nè. Vậy là coi gì anh ấy, đúng không? Trời ơi, nó hoài nó không hết chuyện quá. Bởi vì em nghe là chớp liền. Em nghe là em chớp liền. Chụp thời cơ liền. Cái này cũng ngon. Thấy cũng quen biết rộng. Ngon, mối này ngon à. Mối này ngon ha. Rồi, coi như là đẹp trai nè, rồi là chịu chi tiền đi ăn uống đồ ha. Dạ. Bài bạc rồi cũng giỏi. Số cũng hơn ha. Không, từ bữa đó xong là thua luôn á, là mỗi lần mà về quê đánh bài nữa là không bao giờ ăn. Thì đó đỏ bà, cứ như là đỏ tên. Em ăn luôn tới bây giờ. Dạ, đỏ thua không? Ăn đúng một ngày gặp vợ em thôi. Đó, đúng đó, đỏ dạ, đúng rồi. Mà biết sao cua nhỏ này tốn tiền không? Dạ cua nhỏ này tốn tiền không? Đi thời đó cũng không tối mấy đi ăn đi uống này nọ thôi. Tiền ăn uống không thấy bữa nãy nó kể đó. Các em cũng ham ăn ham uống mà. Ăn quá trời ăn, ăn kêu đủ thứ rồi hết bò rồi tới gì chứ rồi chiều. Gì đó. Tại đứa hợp vậy đó, thích ăn uống thích đi vô này nọ thành ra nó hợp thì khủng khiếp luôn. Rồi sau khi lấy về có còn hợp nữa hay không? Dạ. Và cái việc sinh con ra tất cả mọi thứ nó có tốt đẹp hay không? Hay nó có đỡ đần gì cho cưng không? Rồi nó có gặp những cái sự biến hay gặp những cái sự cố gì nó xảy ra hay không? Gặp biến cố. Biến cố thì giống như là sự biến là cái gì? Giống như là cũng có nhiều biến cố, như là mình bị thay đổi á. Như là từ hồi mà hai đứa quen tới lúc mà hai đứa cưới luôn á là không bao giờ mà có một cái tiếng nhỏ to vậy đâu. Xong rồi bắt đầu từ cái lúc mà có em bé á, lúc mà sinh em bé thì bắt đầu hai đứa có cãi. Tại sao? Như là cũng có thể lúc đó em thay đổi, giống như là em suy nghĩ nhiều hơn á. Như mình phụ nữ mình có con rồi phải suy nghĩ nhiều hơn. Lúc đó em cũng biết là mình bị áp lực, là lúc đó đang dịch nữa. Đang dịch cứ ngày nào cũng nghe dịch chạy tới chạy lui, rất là sợ. Rồi gặp lúc đó là hoãn công việc lại hết, là không có làm gì hết. Không có làm gì hết là cắt đứt tiền bạc này kia của hai vợ chồng luôn, không làm gì hết, là về quê ở nữa. Ở chung với gia đình nữa nên có nhiều cái phức tạp á. Dạ nên hai đứa cũng có gây qua gây lại. Giống như là đang tôi ăn tôi chơi mà có con không quen. Dạ. Nói chung là nó mới hết toàn bộ luôn. Ở cái trong những tại vì mình còn trẻ mà ở trong công việc nuôi con không quen, cứ người này chỉnh người kia mà không biết không em cành nhiều á. Đúng rồi, giống như bị trầm cảm vậy đó. Nhau. Dạ lúc đó em cũng có bị trầm cảm là vậy thôi. Nhưng mà gây nhau hỏi gây nhau dữ nhất là lúc mà cỡ làm sao? Cãi lộn rồi giận nhau hay là giống như là thôi tôi bồng con về má tôi ở hay này kia nọ. Giống như hai đứa mà gây nhau mà nặng nhất là cỡ nào? Dạ thì đúng rồi, chắc cỡ đó luôn. Cỡ đó kiểu em ở nhà em mà vợ em vợ rồi xong cũng hai bữa lên xin lỗi rồi làm huề. Dạ kiểu như là nghĩ lại thì thôi cỡ con rồi mà cũng vậy. Dạ như em cũng lúc đó em cũng áp lực là muốn chồng mình phải cái như vậy, giống như mình nghĩ là ủa sao người ta được vậy mà chồng mình không được như vậy. Cái mình bị muốn được nhiều hơn vậy, cái mình đặt cho anh áp lực quá. Nhưng mà vì lý do nào mà tụi em vượt qua được cái tình trạng đó? Vì đứa con rồi, vì tính tình hai đứa quá hợp nhau mà rồi xong cố gắng đúng
cố gắng rồi cũng vượt qua được hết. Em cũng nghĩ là cái lúc mà hai đứa quen đó, mà mình nghĩ là sao mà lúc mà hai đứa chưa có con sao mà nó vui như vậy, sao mà mình nghĩ là tại sao giờ phải như vậy, sao không vui nữa. Cái em nghĩ lại thôi không có gì hết, cứ đừng có áp lực quá, nên em thôi kệ, sau này cảm muốn làm gì làm. Dạ. Không quan trọng bây giờ là một đứa thôi đúng không? Dạ, dạ. Đúng rồi. Đứa mấy tuổi? Dạ, dạ em bé 18 tháng mà. Em xin kể luôn là em đặt tên con em là tên Xì Dách luôn. Xì Dách luôn. Xì Dách. Đó kỷ niệm đó. Mà em đẻ đứa con gái chắc em đặt là Ngũ Linh. Nguyễn Thị Ngũ Linh quá. Sao vậy? Ngũ Linh là sao? Ngũ Linh á. Ngũ Linh là đánh bài là thắng năm lá. Đúng rồi. Năm lá 21 điểm. Rút năm lá 21 điểm. Chưa tới 21 hơn điểm. Xì Dách nữa. Dạ. Như Xí Ngầu á, Xí Ngầu dạ. Đó, đó. Thì đó chị cũng có biết chơi bài đâu. Mà ăn tao nói ăn thôi là ăn hay đó bởi dạ. Đẻ đứa con đầu tiên tên Xí Ngầu luôn. Ông Xí Ngầu dạ. Dễ thương nghe là kia tên Xì Dách. Xì Dách. Dữ à nha. Thì nó dạ. Trai mà. Mà dạ. Gặp gái mà để tên Xì Dách nó kỳ lắm á. Dạ. Đầu mà gái thôi Ngũ Linh cũng không nên. Em nói giỡn thôi, em nói giỡn cho mất. Nó chơi, nó chơi, nó chơi. Xí Ngầu đó dễ thương á. Lúc đầu đặt tên Xì Dách cái ở nhà nói cái gì mà giống thần bài quá vậy, cái gì mà đặt tên gì con gì thấy ghê vậy. Mà giờ ai cũng kêu nó quen quen rồi cũng thôi thương sao dạ. Dễ thương mà dạ. Rồi bây giờ đến cái phần này nó hấp dẫn nè, nãy kể dạ. Hả? Cho vợ kể cái phần đi. Mà coi như là ở với nhau rồi á dạ. Nhìn thấy ổng có bao nhiêu tật xấu lòi ra đó ở dơ đó nãy bừa bộn đó nhớ dạ. Không đang kể đó bây giờ còn không đi. Dạ cũng còn bây giờ tới phần khui tật xấu đó dạ cũng còn nha khui đi. Xong rồi còn quên tắm nữa. Mà đó giờ em nhỏ lớn em mới nghe một người mà sao quên tắm á. Em cứ hỏi hoài luôn. Tối nào cũng hỏi mà. Sao mà quên tắm ta? Là không cứ, cố tình. Cứ nguyên ngày cứ là cứ xong cái đi ngủ cái em nói, rồi sống đi tắm đi. Quên rồi. Xong rồi cái em mới kêu ra tắm đi cái nói, giờ tắm là trúng gió chết liền chứ không có cỡ là, nào cũng luôn. Trúng gió chết liền á. Rồi là xong rồi để tới sáng tắm. Mà không có lau mình luôn á. Dạ không luôn. Cứ vậy đó, cứ vậy là đi tắm là, vậy? Là nhưng mà biết là nằm xa em nha. Nằm xa em ra ôm cứ ôm nằm xa em ra. Vậy đó, rồi bữa nào tắm thì sáp vô, còn bữa nào chưa tắm thì sáp ra. Mà bây giờ còn không? Còn luôn. Bây giờ nó thành một cái lệ rồi. Dạ. Có nghĩa là bữa nào ảnh tắm là chị vợ biết bữa đó là phải sáp vô. Dạ. Còn bữa nào mà nằm ôm một cái ôm ngoài là biết bữa dạ, đó chưa tắm. Rồi là biết chưa tắm. Dạ vậy đó. Nghĩa là đó là nhiều khi nó cũng là một cái ký hiệu nữa. Ký hiệu đó. Trời ơi không bạn biết ký hiệu bạn không chị. Bạn chị đó Bin, bạn chị đó, cứ bữa nào tôi mặc đầm là anh biết là bữa đó là đó anh phải làm nghĩa vụ quân sự đó. Trời, xong chồng nó kể vui lắm đó. Trời ơi, hồi hộp thấy bà nội luôn á, bữa nào mà thấy bà đi cặp giò lên mà lửng lửng tới đây là thôi rồi xong. Là đó đêm đó. Bữa nào mà có cái quần pháp pha pháp phới đây là thấy khỏe rồi. Phải thật là em tại em nghe công việc của em á, nghe điện thoại gì quá, mà em cái tật em hay quên. Mà cái là em quên thiệt, cứ nghe điện thoại xuống từ 9-10 giờ đi 11 giờ vẫn còn nghe. Nghe ghét rồi mệt quá cứ gờ lăn ngay ngủ luôn. Nói công việc thì mà. công việc cứ nghe điện thoại thôi. Thôi nhưng mà dù sao đi nữa cái chuyện ở dơ vẫn là dơ. Dạ xong rồi còn hay hậu đậu mà còn đó, tiếp theo đó bây giờ một cái là quên tắm ở dơ nè rồi tiếp theo cái gì còn nữa? Tỏ vẻ nữa ra vẻ dạ ra vẻ ra vẻ đó dạ đúng rồi ra vẻ thể hiện ra thể sao? Hiện giống như là giống như cái vụ mà đi lau nhà đó nói chung là tại vì dạ đúng rồi cũng mình thể hiện lắm quá. Giống như là giống như trong cuộc vui với mấy bạn hay là kia anh cũng thể hiện lắm giống như là bữa giống như kỳ em với ảnh đi ra vịnh Hạ Long chơi xong rồi thì nói là thôi sáng mai thì đi ra máy bay thì xuống khách sạn có taxi thì đón ra luôn không để anh biết chỗ này có chuyến là chuyên gia xe chở rất là VIP chở từ khách sạn ra sân bay xong cái anh cũng đặt thì mình cũng nghĩ ok rồi xong anh đặt cái rồi ngày mai người ta tới rồi hai đứa cứ lên xe ngủ thôi rồi đặng đi ra sân bay vậy anh cắt lái hả sân bay cắt bi cắt bi cắt bi cắt bi sân bay Vân Đồn sân bay cắt bi nó chở ra sân bay cắt bi Hải Phòng mà nó chở ra cắt bi Hải Phòng luôn trời ơi, trời. Mất vé luôn người đặt vé lợi ủa nhưng mà thật ra là sân bay Vân Đồn em ở Hạ Long thì đúng ra đặt sân bay Vân Đồn mình về Sài Gòn chết cha rồi em đặt người ta sân bay cát bi hả dạ. Đặt lộn hàng đó nó chở ra cát bi cái nói anh ơi tới sân bay Vân Đồn chưa tài xế của em nhìn gì nó hết hồn luôn nó không ngờ luôn ủa cái này sân bay cát bi mà anh trời ơi em đặt sân bay Vân Đồn đâu có anh đặt sân bay cát bi mà trời ơi chết mẹ rồi bỏ vé luôn có nghĩa là ổng đọc lộn đúng không dạ đúng rồi lộn. Xong rồi cái em tức quá cái em mới nói là ủa rồi anh kiếm này ở đâu vậy đừng nói chuyện với người ta cái nói anh sợ tin Google á trời ơi là tưởng đâu mình tưởng đâu là ổng biết rồi ổng rành rồi ai về là ổng sạch trên Google là ổng nhắn vô là hả chuyên gia chở đi tuyến máy bay tuyến sân bay mà vậy không đó. Coi cái địa phương dạ không coi trời ơi bó tay em hỏi anh ơi tới sân bay Vân Đồn nó quay hết hộn em rồi tuột máu luôn xong rồi mất cái tuột máu luôn
Cái này đến mới mốt mà chị Thúy Nga về á. Đúng. Là giới thiệu với chị Thúy, em trai chị Thúy Nga. Đúng rồi đó, đúng, em kể cho nghe. Có nghĩa là ngày hôm đó là đi đi diễn với Sa Đéc cho Lê Tứ. Thấy không, hai chị em đi tung tăng, chạy lên cái đầu cái tới cầu Mỹ Thuận rồi. Là tới Sa Đéc là sát bên. Mà bà vừa gọi điện thoại thì mở loa lên thì em nghe tiếng gà gáy. Mà chị biểu ví dụ như 6 giờ tối hay là 6 giờ rưỡi tối á thì bấm điện thoại lên thì phải nghe âm thanh cái loa phát này đó. Nghe gà gáy, nghe không phải gà gáy, nghe chó sủa. Nghe chó sủa. Nó sao kỳ ta. Cái đầu gọi, ô Tứ ơi, Nga với Quốc Thuận đã tới cầu Mỹ Thuận rồi nè. Cái Tứ nó ủa sao chị xuống sớm vậy? Ủa sao vậy? Dạ, xô mình tháng sau lận chị. Trời ơi, lộn. Là lộn có thấy. Dạ. Anh này cũng quá nhiều, giống như là gọi là chân mệnh thiên tử á. Người ta bạn, của em bạn mấy lắm. Mấy mà mấy đứa bạn ở dưới quê à, gọi là chân mệnh thiên tử á, là độc nhất vô nhị luôn, là ổng đó. Trời chuyên ơi. Gia luôn. Rồi bây giờ là ra dẻ vậy là đúng rồi đó. Ra dẻ hay là còn gì nữa? Còn mới đây nữa, cũng ra dẻ lắm. Anh đi chở em qua Trà Vinh là đi coi cái xưởng của em, xong cái gặp công an, mình thấy công an trước rồi cái mình sợ nữa. Ủa anh có đem giấy tờ đầy đủ không? Trời ơi em yên tâm, anh đi hoài anh đem giấy tờ đầy đủ lắm. Xong cái công an tấp vô, cái cũng tấp vô luôn, ok rồi, tại ông này thấy ok rồi. Vô cái công an mới hỏi là giấy tờ đâu, cái đem ra cái bằng lái 4 bánh, không có bằng lái 2 bánh. Ủa sao tự nhiên bị tráo đổi rồi anh ơi? Cái nói với anh công an vậy đó, xong rồi cái ông công an hả dắt chiếc xe chở về luôn, chở về đồn luôn. Mà em nói có bi đát khủng khiếp luôn. Bằng lái 2 bánh không đem, bằng lái 2 bánh để Sài Gòn. 11 ngày đêm đi tới địa phận Bến Tre bị bắt. Rồi sao? Đi Trà Vinh mà cẩu xe về. Đi taxi Bến Tre vô trung tâm thành phố, thì mấy trăm ngàn ngủ một đêm. Qua bữa hôm sau lấy xe mà chị em hi hữu thiệt. Bởi số bị xui hay sao? Đi vô để mình đã phạt không lái luôn, chịu gửi để lấy xe về vô nào phạt. Hệ thống còn quất lỗi, thứ hai lấy, bà trời ơi trời quất thêm 3 ngày nữa. Em nói mà cái tiền xe mà cái tiền mà ở khách sạn thì xe đi lại chắc hơn mấy triệu bạc hơn tiền nào phạt nữa. Mà nó xui cái kiểu mà từ đó giờ không có bị lỗi, ngay bữa em vô bị lỗi luôn, lỗi thứ 6. Hệ thống toàn quốc lỗi rồi em bơi thứ hai rồi em vô. Ông giống như là cái cuộc đi nào mà ông này là có ông này là bị xui rồi. Mà nó xui, ông này lắm xui chị. Dữ lắm, số ông này xui dữ mà đó chỉ là một trong số ít chuyện thôi đúng không? Dạ, còn nhiều lắm, 100 tỷ luôn. Thôi bây giờ coi như mình nhiều lắm quá đi em. Dạ, bây giờ đi. Bây giờ mong muốn đi, bây giờ mong muốn đi, nó bây giờ còn khui nữa không, khui nữa không? Thôi tội nó. Bây giờ chỉ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ. Thay đổi là bớt kiểu như là bớt thể hiện đó, giống như là bớt da dẻ đúng dạ, không? Dạ, giống như mỗi lần mà đi, chuẩn bị sẽ có cuộc vui là đi chơi với hội bạn đó rồi, bắt đầu em đã dặn ở nhà rồi. Anh cứ giờ anh cứ người ta nói A, anh cứ nói A, người ta đi B, anh cứ đi B đi, anh khỏi ra dẻ, anh khỏi thể hiện gì chứ. Rồi là bớt da dẻ. Dạ đúng rồi. Người ta kêu đi đâu thì đi đó đi, anh đừng có bài nữa. Rồi giờ bắt tới cưng đó. Giờ tới cưng đi, nãy giờ nó nói cưng quá trời rồi, cưng nói lại nó đi. Nghĩa là mong muốn thay đổi là bớt da dẻ đúng không? Bớt da dẻ rồi, với lại bây giờ tới em đó. Bớt ở dơ. Bớt ở dơ nữa. Vợ em á, vợ em thì kiểu mà vợ em á tật xấu với em thì không có tật xấu gì mà hay lớn tiếng với em thôi. Hay lớn tiếng em gặp nghe công việc em stress. Em bị stress đúng không? Công việc. Cứ lớn tiếng rồi em ghen stress em bực em chửi là mà hai vợ chồng nóng tính nữa. Trời ơi chửi lộn tao nói binh thiên nhà cửa luôn. Chửi mà còn hơn sân khấu nữa mà. Gì đó hả? Trời ơi thấy ghê lắm. Rồi sao? Xong thì cứ cãi lộn vậy đó. Cứ em bị tép rồi giờ lớn tiếng, cứ tật xấu thì lớn tiếng em thôi. Có nghĩa là mà giờ không có nói gì lớn gì tiếng mà nói nhiều không? Càm, nói nhiều rồi nói nhiều đó. Ràm. Lớn tiếng mà còn càm ràm vậy có càm không? Càm ràm với em. Vậy là càm ràm mà trong cái lớn tiếng. Trong cái lớn tiếng đó. Càm ràm. Trời đất ơi, tôi nói cho ông biết, tôi nói thiệt với ông luôn. Còn gì rồi. Đó, còn càm ràm mà xù xì không mít á là còn mệt nữa. Mà em thấy cũng vui. Em thấy cũng vui nhưng mà đôi lúc em bị tép công việc á, em thấy là bực nhưng mà thường ngày vẫn vậy là vui. Thì vợ càm ràm em giỡn lại, em giỡn nhiều. Đó còn gì nữa nè, càm ràm còn vợ em thôi, tật xấu thôi. Em thì tật xấu vợ em thì không có tật vậy xấu đúng không? Giờ mong muốn là chắc hết càm ràm đúng không? Đúng rồi. Em mong muốn thì vợ em cũng có càm ràm nhưng mà ít ít lại. Để càm ràm nó vui, không có nó buồn. Thì một ngày mày không nghe vợ chửi chịu không nổi. Ít ít lại cho nó vui nhà đúng không? Cho nó có không khí cho cái hương vị. Nói nghe nè, mình càm ràm tại vì những em càm ràm những lúc mà tại nó da dẻ đó phải không? Dạ đúng rồi. Dẻ rồi hư bột hư đường đó. Em. Rồi vậy thôi á. Rồi em càm ràm cái lúc đó mà nó quên tắm hoài phải không? Dạ đúng rồi, em nói từ sáng đến chiều. Đúng rồi. Đó muốn nó bớt cái thì bỏ mấy cái tật đó đi. Trời ơi. Thôi cặp vợ chồng này quá vui và thậm chí là chia sẻ những câu chuyện nó rất là tích cực. Anh chỉ mong rằng là hai vợ chồng cứ tiếp tục. Dạ, và thậm chí là coi cái thời gian nào đẹp đẹp đó
thì thuận tiện đó, có lại thêm đứa nữa. À. Mới 18 tháng rồi đó. Em không sao đâu, sao đâu được. Em bé mới 18 tháng. Để mình nuôi cũng lúc đi để cho nó khỏe sau này. Dạ. Đó, nghe. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, nôn không? Dạ, nôn. Nôn kìa, nôn nôn kìa. Ừ. À, ngứa mổ quá. Chúc con gái nha, nghe. Rồi, chúc nghe. Cho hai vợ chồng của hai đứa nha. À, trong năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ. 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 Qua năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời. Ừ. Đó có thể là một cô gái hoặc cũng có thể là một cặp sinh đôi. Dạ. Trời ơi, rồi. Con cọp, con cọp vàng à. Đâu có cọp rồi. Bảy cọp. Con rồng vàng. Ừ, rồng. Dạ, xin lỗi. Dạ. Một cặp rồng vàng luôn. Trời ơi, ngon lành luôn. Rồi xin chào em nha.